Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ đến các bạn kinh nghiệm đưa cái vector vào trong phần mềm loop title. Thì đây là một cái tính năng mà rất là cần thiết trong quá trình các bạn tạo các cái intro cũng như các cái logo và một cái hình dạng nào đó mà chúng ta muốn đưa từ các cái nguồn từ trên mạng, giống như chúng ta download về những hình hoa văn cũng như các cái hình biểu tượng để chúng ta đưa vào trong loop title. Thì để đưa được vào thì đối với một số những phần mềm như 3D Max và một số phần mềm làm 3D khác thì các bạn phải tạo bằng Illustrator, sau đó các bạn xuất ra AI và các bạn có thể import trực tiếp vào trong các phần mềm 3D. Nhưng đối với loop title trước đây thì chúng ta cũng có thể sử dụng phần mềm Illustrator, nhưng mà chúng ta phải qua rất là nhiều quá trình để đưa về cái định dạng EPS. Thì thực ra thì các cái phần mềm cũng hỗ trợ xuất ra EPS, nhưng mà khi xuất ra thì chúng ta đưa vào book title thì nó lại không hiểu được cái định dạng đó. Nguyên nhân là book title là chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm riêng để chúng ta tạo ra vector. Thì quá trình này thì làm cũng rất là nhanh, thay vì cái phương pháp ngày xưa chúng ta tạo thì rất là lâu. Thì ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ đến các bạn cái kinh nghiệm này. Như các bạn thấy là chúng ta trên màn hình chúng ta sẽ có cái trái tim. Thì cái trái tim này thì được tôi tạo từ cái nguồn mà chúng ta search trên Google, một cái biểu tượng trái tim, sau đó chúng ta chuyển ra định dạng vector và chúng ta sẽ tạo được một cái template outputting memories ở đây để chúng ta có thể là đưa vào những cái đoạn intro cũng như đoạn giới thiệu. Thì giờ tôi sẽ đi vào chi tiết. Trước tiên thì chúng ta sẽ new một cái show và chúng ta sẽ qua phần chuyển qua phần mềm Photoshop. Ban đầu thì các bạn sẽ có một cái biểu tượng hoa văn. Chúng ta lấy có thể search trên Google một cái biểu tượng nào đó. Ở đây tôi search một cái hình là hình trái tim. Và khi đó tôi chỉ cần lấy hình trái tim này thôi thì các bạn kích vào phần Magic Wand của Photoshop, sau đó chúng ta sẽ kích vào biểu tượng trắng đen. Nó sẽ select toàn bộ cái màu đen của trái tim. Sau đó các bạn vào menu Edit, chọn Cut và chúng ta sẽ tắt cái file này đi. Chúng ta new một cái file mới, sau đó vào Edit, chọn Paste. Chúng ta sẽ được một cái hình trái tim. Thì các bạn nên lưu ý là chúng ta khi tạo vector thì đối với loop title nó sẽ không hiểu các định dạng vector AI, mà cái cách tạo vector của nó là chúng ta sử dụng file bitmap, sau đó sử dụng một phần mềm là RawTrace, chúng ta sẽ trace cái hình bitmap này theo cái đường màu đen và chúng ta sẽ tạo được cái file vector, và file đó tên là có đuôi mở rộng là EPS. Và EPS đó thì loop title mới hiểu. Thì trước khi mà chơi cái này thì các bạn lưu ý là tất cả những cái màu đen thì nó sẽ giữ lại và màu trắng thì các bạn tương tự như là nền transparency, có nghĩa là nó sẽ bỏ toàn bộ màu trắng đi và chỉ lấy màu đen thôi. Cho nên nếu các bạn có những biểu tượng định dạng vector thì các bạn nên chuyển về màu đen, và sau đó background thì các bạn để là màu trắng. Sau khi xong các bạn vào menu file, chọn save. Sau đó chúng ta ghi lại với cái định dạng là bitmap và các bạn tiến về phần mềm RawTrace. Ở đây tôi sẽ đưa cái phần mềm RawTrace vào ổ C. Ở đây chúng ta lưu ý một chút. Nếu các bạn không có phần mềm RawTrace thì các bạn có thể là search trên Google với cái tên là RawTrace. Các bạn copy cái tên này và vào Google để chúng ta search. Thì một số các bạn mà không có theo dõi thì chúng ta có thể là vào cái trang Phạm Anh Dũng. Thì cái trang này thì tôi cũng có đưa một cái bài giới thiệu để chúng ta làm được logo intro. Thì các bạn có thể tìm đến cái bài mà tạo logo của Gian TV. Các bạn tìm đến bài
tạo logo thì các bạn có thể kích vào hãng là Blue Title. Thì đây là những cái bài tôi đã hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn có thể vào là tạo logo của kênh truyền hình Gian TV, thì các bạn có thể vào đây tôi có giới thiệu là tìm cái đường dẫn của phần mềm Roche và nó cũng đã hướng dẫn là tạo các vector rồi. Thì với cái bài riêng này thì do rất là nhiều yêu cầu, có yêu cầu làm một cái bài tạo vector thì tôi sẽ làm một cái bài riêng để chi tiết hơn cho các bạn, để các bạn hiểu. Bởi vì sau khi làm bài logo Gian TV thì có rất là nhiều bạn email hỏi về tại sao mà sẽ tạo một số cái vector mà lại không có mở được. Thì tí nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao một số bạn mà tạo ra file FS mà mở nó bị lỗi. Sau khi các bạn download Roche xong thì các bạn có thể là copy vào C cho nó tiện. Sau đó chúng ta sẽ ghi vào là team. Và nhớ các bạn để 32 bit. Sau khi ghi xong thì các bạn sẽ trở về phần mềm BlueTitle. Thì để làm được cái chuyển từ file bitmap sang vector thì các bạn phải nhớ một câu lệnh. Thì thông thường các bạn nếu không nhớ thì chúng ta vào menu Help của phần mềm BlueTitle, sau đó các bạn chọn User Guide hoặc ấn phím F1 và chương trình sẽ hiển thị cho các bạn một cái User Guide, và các bạn có thể kích ở phần Layer, các bạn chọn EPS Layer và nó sẽ cho chúng ta một câu lệnh. Thì cái câu lệnh này là câu lệnh chuẩn nhất, thì các bạn có thể copy cái câu lệnh Roche-C. Thì trước tiên thì để làm cái câu lệnh này thì các bạn phải lưu ý một điều là ở đây thì nó chỉ ghi là Roche-C và nó sẽ không có đường dẫn. Thì khi các bạn muốn chuyển đổi từ bitmap sang file EPS thì các bạn vào menu Start. Chúng ta vào menu Start và chúng ta chọn là Run. Thì một số những cái phím tắt là các bạn nhấn vào cái phím biểu tượng cửa sổ Windows. Trên bàn phím nó có một cái biểu tượng là cửa sổ Windows, các bạn giữ chặt và các bạn nhấn phím R. Thì khi nhấn phím R nó sẽ hiển thị cửa sổ run của phần mềm Windows. Ở đây các bạn có thể thực hiện một số câu lệnh của đốt. Thì trước tiên các bạn sẽ thấy là ở đây ghi là Roche-C-Q. Thì các bạn có thể là gõ đường dẫn mà các bạn để cái thư mục Roche vừa nãy tôi đã nói các bạn là để trong mục C. Sau đó các bạn nhấn là C2.Roche Roche.exe. Roche.exe là cái phần mềm application để nó chạy cái câu lệnh. Thì các bạn là Roche và gạch, các bạn đánh đúng như đường dẫn như này. Sau đó các bạn cách ra trừ C trừ Q trừ A 0.7. Sau các bạn cách ra tiếp là C Roche. Đây là cái đường dẫn tới, tức là đường dẫn các bạn lưu cái file file EPS nó tạo ra. Thì ở đây thì cái file bitmap mà các bạn ghi lại, thì cái đường dẫn này thì các bạn cũng ghi là C2.roche gạch team. Tức là các bạn đã vừa ghi cái file team bitmap vào trong thư mục Roche. Nếu các bạn ghi vào một cái thư mục khác mà các bạn lưu ở ổ D hoặc ổ F gì đó thì các bạn cũng lưu ở trong Photoshop. Sau đó chúng ta ở đây chúng ta sửa đường dẫn là các ổ khác nhau và chúng ta sẽ tìm tới cái file .bitmap. Một số bạn mà chúng ta cũng hỏi là tại sao mà không có xuất được file EPS là các bạn cũng lưu ý một chút là một số phần mềm Photoshop khi các bạn gõ chữ team thì Photoshop đã tạo ra cái đuôi mở rộng là bitmap viết hoa, ở đây là viết thường. Thì các bạn cũng để ý một điều, các bạn sẽ để ý một điều, một số cái phần mềm nó sẽ hiển thị ở đây, ví dụ các bạn ghi ra nó ghi là bitmap ví dụ như hoa văn một gì đó nhưng mà nó lại viết là hoa, tức là BMP, bitmap là viết hoa. Thì ở trong cái cửa sổ run thì các bạn cũng phải viết hoa. Nếu các bạn viết thường thì chương trình sẽ không hiểu và không tạo cho bạn file EPS. Thì với một số cái cửa sổ của Windows chúng ta không hiển thị được cái đuôi mở rộng như thế này, thì các bạn vào menu Tool, sau đó chúng ta chọn Folder Options và chọn View, và các bạn sẽ tìm đến cái phần là mở rộng High Extension for Cloud File Type. Thì các bạn sẽ bỏ cái chế độ này đi, tức là chúng ta check bỏ cái chế độ 2 này đi và chúng ta chọn apply. Thì khi đó chúng ta sẽ hiển thị được cái đuôi mở rộng, thì các bạn sẽ biết là đuôi nó là viết hoa hay viết thường. Thông thường thì nó sẽ là viết thường nhưng mà một số cái Photoshop CS thì nó sẽ viết hoa. Thì các bạn lưu ý phần đó. Thì
Thì khi mà chúng ta viết xong giữa các cái như thế này thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu nhấn phím OK. Thì các bạn sẽ nhấn phím OK. Chương trình sẽ tạo ra cho các bạn một cái ngay tại cái thư mục các bạn chứa file bitmap, nó sẽ tạo ra chúng ta một cái là team.eps. Thì sau khi chúng ta tạo được team.eps xong thì các bạn sẽ khởi động phần mềm loop title. Chúng ta sẽ là layer chữ này, chúng ta sẽ xóa đi. Và các bạn sẽ vào menu layer, chúng ta chọn add layer và chọn add eps layer. Và sau đó chúng ta tìm đến là team.eps. Sau khi team thì chúng ta sẽ được ngay một cái vector trái tim rất là đẹp mà các bạn đã tạo từ Photoshop. Và đây tôi cũng nhắc lại cho các bạn, một số các bạn cũng để ý một chút là một số những cái mà chúng ta tạo vector mà chúng ta sẽ thấy cái trái tim nó không được sắc nét, mà nó đi nó sẽ bị vuông, rồi đường nét cạnh nó sẽ không được smooth, nó không được đẹp. Thì một cái kinh nghiệm cho các bạn là khi chúng ta tạo Photoshop thì nếu trái tim của chúng ta rất là nhỏ thì khi chúng ta search Google thì các bạn phải chọn là hình ảnh. Thì các bạn lưu ý một chút là các bạn chọn là mọi kích thước thì các bạn chọn là lớn, thì khi đó chúng ta sẽ tìm được những cái vector trái tim hình nó sẽ là phân giải cao. Thì khi đó các bạn sẽ đưa vào trong trong Photoshop và chúng ta sẽ tạo những cái phần cái dải màu đen nó sẽ lớn, và cái cạnh khi mà các bạn tạo cái phân giải lớn như này thì cái vector của bạn rất là đẹp. Còn nếu các bạn mà cái hình nó rất là nhỏ như vậy thì các bạn phải sử dụng cái công cụ pen để các bạn vẽ lại cái vector, mà ví dụ như chúng ta vẽ lại những vector nhỏ như thế này, sau đó chúng ta Ctrl T và có thể phóng to lên, thì khi đó các bạn sẽ được cái vector nó sẽ mịn hơn. Thì đó là cái kinh nghiệm tốt nhất, cái phân giải tốt nhất cho cái hình của chúng ta là khi các bạn new một cái phân giải thì các bạn có thể new phân giải HD và sau đó các bạn sẽ kéo cái vector vào đây. Tất nhiên các bạn có thể làm càng to thì cái đường biên của các bạn càng mịn. Thì đó là một số những cái kinh nghiệm. Sau khi các bạn được trái tim xong thì các bạn sẽ chọn vào phần Train Effect. Sau khi chọn Train Effect thì các bạn sẽ chọn phần Reflection Map. Chúng ta sẽ được một cái Reflection. Ở đây thì tôi cũng giới thiệu cho bạn trước rồi một số cái phần mà để tạo các cái đường viền cũng như đó, thì các bạn sẽ click vào phần Adjust Border và các bạn chọn Silver là Strain, nó sẽ đường cạnh. Sau đó ở mặt trước thì chúng ta vào phần Train Effect, Train Texture và các bạn Select Picture, chọn một cái chất liệu nào đó, ví dụ như chất liệu vàng. Và chúng ta reflection đi một chút để lấy được cái phần đẹp. Và cái phần phía tầng sau thì chúng ta cũng vào phần Train Texture là F8. Rồi chúng ta chọn Picture, thì các bạn sẽ chọn một cái texture nó mạnh hơn. Thì như vậy thì các bạn sẽ được một cái trái tim như thế này. Và chúng ta sẽ điều chỉnh một chút bằng cách là chọn Bevel. Các bạn sẽ cho lớn một chút. Và cái cạnh thứ ba chúng ta cho là -2 để chúng ta sẽ có một cái đường viền cạnh giữa. Thì các bạn sẽ thấy một cái trái tim như này, rất là đẹp. Tương tự thì các bạn có thể đánh một cái chữ nào đó ở phía dưới. Thì cũng như là những cái demo tôi đã làm, thì các bạn sẽ có thể là tạo được một cái hiệu quả cuối cùng. Và chúng ta sẽ tạo được như thế này. Thì đó là kinh nghiệm tạo vector. Thì ở đây thì tiện đây tôi cũng sẽ nói qua về cái trường hợp mà một số bạn hỏi thắc mắc là tại sao là tạo RJ rồi mà khi import vào phần loop title nó lại bị báo lỗi. Thì các bạn để ý đối với một số phần mềm 3D nó sẽ import được những cái file vector, thì tất cả những cái chi tiết khó thì nó đều chấp nhận được. Còn đối với những cái phần mềm xử lý bằng cách là chuyển đổi
chây những cái vector qua bitmap thì nó sẽ không hiểu được những cái chi tiết nhỏ. Ví dụ tôi đặt ví dụ ở đây là cái hoa văn. Các bạn sẽ thấy là nó rất là nhiều chi tiết. Nếu chúng ta sẽ xây cái hoa văn này ra bitmap và chọn rotate thì phần mềm rotate nó vẫn chấp nhận chây theo các cái đường viền này. Nhưng các bạn sẽ để ý, ví dụ ở đây tôi đã chây cái vector là hoa văn. Ví dụ thực tế luôn là tôi sẽ xây cái hoa văn này đây là bitmap. Sau đó tôi sẽ rotate cái hoa văn. Và enter. Thì như các bạn thấy là chúng ta cũng tương tự như vậy, thì chúng ta cũng có một cái là hoa văn .eps bitmap đây, thì chúng ta có một cái eps đây, nó vẫn tạo ra cái eps. Nhưng khi chúng ta vào look title, chúng ta vào layer chọn add layer và eps và các bạn chọn là hoa văn, chương trình sẽ báo lỗi ngay cho các bạn là nó không thể để tạo được cái file hoa văn này. Chúng ta sẽ phải vào các cái trang website để xem qua những cái phần hướng dẫn về EPS. Thì cái này là do là các bạn đã sử dụng một cái hoa văn quá nhiều chi tiết mà khi nó project ra thì nó sẽ không hiểu được. Thì cái kinh nghiệm để tạo được cái hoa văn như thế này là các bạn sẽ phải tách từng cái phần của hoa văn ra, tức là chúng ta hạn chế các chi tiết thôi. Ví dụ ở đây tôi sẽ tách cái hoa văn ra làm 3 phần. Như các bạn sẽ thấy tôi sẽ tách ra là 1 2 3. Tôi sẽ tách cái hoa văn ra làm 3 phần. Sau khi tách ra và tôi sẽ sử dụng rotate. Tôi sẽ chây theo 3 phần đó là hoa văn 1, hoa văn 2 và hoa văn 3. Thì khi đó tôi sẽ được 3 cái hoa văn đó. Và như các bạn sẽ thấy khi đó chúng ta sẽ add các cái EPS là hoa văn 1. Thì chúng ta sẽ thấy có một cái add EPS là hoa văn 2. Add EPS là hoa văn 3. Thì như vậy là các bạn được 3 cái hoa văn như thế này. Thì các bạn có thể ghép lại đúng theo ý đồ của các bạn. Đấy. Và tương tự như vậy thì các bạn có thể là tạo ra những cái hiệu quả đặc biệt là chúng ta sẽ ghép vào như thế này. Tạo cái texture cho nó thì chúng ta sẽ được cái hoa văn rất là đẹp và chúng ta sẽ tạo được rất là nhiều chi tiết mà các bạn sẽ thấy đường viền nó sẽ sắc nét hơn so với cái việc mà các bạn sẽ sử dụng các cái file chất lượng nó thấp. Thì đó là cái kinh nghiệm mà để sử dụng vector trong phần mềm look title. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bài chia sẻ tiếp theo.